Cà phê từ lâu là thức uống nổi tiếng được rất nhiều người ưa chuộng. Có rất nhiều loại cà phê ngon và nổi tiếng trên thế giới mà mỗi loại cà phê đều mang một hương vị đặc trưng riêng biệt. Mời bạn cùng chúng tôi khám phá thế giới đa dạng và phong phú của nhiều loại cà phê ngon, phổ biến và được các tín đồ ghiền cà phê ưa thích nhất hiện nay. Cà phê Robusta là loại cà phê ngon được trồng nhiều tại Việt Nam. Robusta có vị không chua, hương thơm đặc trưng, hàm lượng caffeine khá cao. Đây là loại cà phê được yêu thích ở Việt Nam, nhưng nó lại không được lòng người nước ngoài do cà phê quá đắng và đậm đặc. Cà phê Arabica là loại cà phê đặc thù, được trồng nhiều ở vùng núi, nổi tiếng nhất là khu vực Cầu Đất, Đà Lạt. Arabica được lòng các chị em phụ nữ ở Việt Nam và hợp với khẩu vị người nước ngoài với vị hơi chua, hương thơm nồng nàn. Cà phê Culi, cà phê đột biến Culi hay còn gọi là bi là những hạt cà phê có hình dáng tròn trịa như hạt đậu, mùi hương thơm và vị đắng mạnh mẽ. Đặc biệt, lượng caffeine trong hạt cà phê Culi cao hơn gấp nhiều lần so với những hạt cà phê Robusta, Arabica. Cà phê Mocha. Hạt cà phê mocha tương đối nhỏ, cứng, có hình dạng không theo quy luật và có màu từ vàng lục tới màu vàng nhạt. Có vị hơi chua một cách thanh thoát và khi uống thì mang một hương vị rất đặc biệt. Trong các họ cà phê thì giống cà phê mocha này khó trồng nhất, đòi hỏi công chăm sóc rất kỹ, dễ bị sâu bệnh, cần có điều kiện môi trường lẫn kỹ thuật chăm bón đặc thù, năng suất lại rất ít nên giá thành khá cao. Trước khi kết thúc video này, mời bạn tham quan quán cà phê mocha khá ngon, đẹp và nổi tiếng ở Mỹ Tho, Tiền Giang.